Thời gian qua, phong trào bóng đá ở các địa phương trong tỉnh phát triển mạnh đã giúp cho nhiều cầu thủ ở các câu lạc bộ trong tỉnh được thỏa mãn đam mê thi đấu, giao lưu. Bên cạnh đó, những người đam mê bộ môn thể thao này còn thông qua các giải đấu kêu gọi đóng góp hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, giúp cho việc tham gia tập luyện thi đấu bóng đá ngày càng có ý nghĩa thiết thực hơn. Sân bóng đá thanh niên phường 1 thành phố Bạc Liêu là một trong những sân bóng đá cỏ nhân tạo thường xuyên tổ chức các giải bóng đá thiện nguyện nhằm gây quỹ giúp đỡ trẻ em, người già có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Với hình thức tổ chức giải xã hội hóa thể thao, các đội tham gia thi đấu cùng nhau đóng góp gây quỹ ủng hộ hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, ban tổ chức kêu gọi nhiều nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ đóng góp ủng hộ. Trên tinh thần thiện nguyện, nhiều đội bóng, khán giả đến sân cổ vũ cùng chung tay góp sức hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn. Thông qua nguồn quỹ vận động, các thành viên tổ chức giải sẽ mua sắm các nhu yếu phẩm, trao tặng cho trẻ em, người già có hoàn cảnh khó khăn ở những cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. Giải bóng đá thiện nguyện năm 2024 của Bạc Liêu thì em tổ chức với tinh thần là mong muốn các nhà hảo tâm, các câu lạc bộ tham dự cùng chung tay đóng góp để xây dựng cái quỹ giúp đỡ các trẻ em mồ côi của chùa Vĩnh Phước An Tự, chùa Cô Bảy với chùa Phật Quang và hơn 87 cô chú có hoàn cảnh khó khăn không nương tựa ở bảo trợ xã hội tỉnh. Và bên cạnh đó thì cũng có thông qua giải năm nay thì cũng có đồng hành và giúp đỡ được các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhập năm học mới của phường Hộp Hồng. Và bên cạnh đó thì cũng có trao hơn 40 xuất quà cho trẻ em con người dân tộc Khmer của xã Vĩnh Hậu A, ấp 16. Giải bóng đá thiện nguyện với mục đích giúp đỡ trẻ em mồ côi, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn là một hoạt động rất đáng trân trọng. Đây là cơ hội để cộng đồng đam mê bóng đá trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu không chỉ thỏa mãn đam mê thể thao mà còn thể hiện tinh thần nhân ái, mang thêm niềm vui đến với những người kém may mắn để họ có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.